Và bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm cái món nấm kho chay nhé. Thì đầu tiên mình phải chuẩn bị nấm, chính là nấm đùi gà này. Đó. Thì, nấm bạch tuyết. Đấy. Nấm đùi gà là nấm bạch tuyết. Thì nấm đùi gà thì mình sẽ cắt phần này nhé. Đó. Cắt cái phần này đi. Những cái phần này rồi cắt bỏ đi nhé. Đây, cắt bỏ. Còn nấm bạch tuyết mình cũng cắt bỏ cái phần nước ngoài. Và tiếp theo là mình chuẩn bị gia vị thì có đường này, hạt tiêu này, nước tương này, với hạt nêm chay nhé. Và bây giờ chúng ta đi rửa nấm nhé. Ta rửa nấm cho sạch những cái nhớt này của cái nấm này nhá, chúng ta rửa cho nó vò. Đó. Rồi chúng ta vò những cái nhớt, những cái này của cái nấm mình làm cho nó sạch. Bây giờ mình sẽ ngâm đây các bạn nhé, nấm đó mình đã rửa sạch sẽ nhé. Nấm khi rửa là mình khi mình chưa cắt ra là mình phải vắt một ít nước khi mình rửa xong á, mình vắt nước và xong là mình những cái nấm đùi gà thì mình sẽ cắt miếng như thế này, còn nấm này mà dài quá thì mình cắt đôi đi đó. Đây nấm mình đã làm sạch, bây giờ mình sẽ tiến hành ướp nấm nhé. Đối với cái món chay nấm này thì mình phải ướp tầm 30 đến 1 tiếng đồng hồ nhé. Còn nếu như mà các bạn ướp mà vội quá thì nó sẽ không ngấm gia vị, nó sẽ không ngon đâu ạ. Đó. Chúng ta phải ướp từ tầm 30 đến 1 tiếng. Đầu tiên thì mình sẽ cho một ít hạt nêm chay nhé. Đó. Một ít đường. Một ít tiêu. Một ít nước tương. Chúng ta rảo đều. Chúng ta đảo đều cho nó ngấm gia vị rồi chúng ta ướp khoảng tầm 30 đến 1 tiếng nhé. Đây, sau ăn cứu thì bây giờ mình sẽ tiến hành kho nhé. Đây kho thì mình dùng bằng nồi này, nên so kho nó sẽ ngon hơn. Và dùng bằng chảo thì mình sẽ cho một ít dầu ăn vào này. Để mình làm nước màu nhé. Này. Các bạn đun nóng dầu ăn vào nhé. Chúng ta bỏ một thìa đường. Nếu như đó, nếu như các bạn mà có màu màu sẵn rồi thì mình cho màu sả rồi màu vào, còn nếu mà chưa thì mình phải có làm nước màu. Khi mà mình đảo cho đến màu bánh rán thì mình sẽ cho nấm vào để kho. Làm món này rất là đơn giản, vừa lại ngon.
cái món này bạn có thể thêm vào bữa ăn chay của gia đình nhé. Khi mà chuyển cái đường chuyển sang màu caramel thì mình sẽ bỏ nó vào. Bạn thấy nhanh tay tí sợ nó cháy nhé. Nó cháy, nó chuyển sang màu cháy quá nó cũng sẽ đắng. Được rồi nhé. Trong nấm là có rất là nhiều nước nên các bạn không cần phải thêm nước nhé. Mình bây giờ kho thì nước nó ra và chúng ta kho, chúng ta đun vừa lửa đến khi nào mà cái nước nó sệt sệt thì chúng ta sẽ được một cái món nấm kho rất là ngon. Chúc các bạn thành công với món nấm này nhé. Hãy chia sẻ, đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình nhé.